Lần đầu tiên một triển lãm tranh do một họa sĩ robot thực hiện sẽ được tổ chức tại London, Vương quốc Anh. Các tác phẩm của cô robot xinh đẹp Aiza thiên về hội họa, trừu tượng và được dự báo là thu hút rất nhiều đơn đặt hàng trong lần ra mắt này. Trong trang phục một chiếc áo blue trắng với mái tóc xõa ngang vai, Aiza giống như mọi nghệ sĩ khác đang miệt mài với tác phẩm hội họa của mình với cây bút chì đưa trên giấy. Thế nhưng thay bằng những ngón tay mềm mại của người nghệ sĩ, Aiza lại sở hữu cánh tay robot và cô đang sáng tác theo lập trình. Aiza sẽ mở triển lãm tranh đầu tiên với 20 bức họa, 4 tác phẩm điêu khắc và 2 tác phẩm video mang đến tiếng nói mới cho nghệ thuật thế giới. Khi đứng trước Aiza, bạn có thể thấy mắt cô ấy quan sát chúng ta. Các tác phẩm Aiza sáng tạo xuất phát từ chính những quan sát xung quanh của cô ấy, kết hợp với các thuật toán và tạo hình. Được đặt tên theo nhà toán học người Anh Ada Lovelace, Aiza được mô tả là một con robot mô phỏng theo hình thể người với trí thông minh nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới. Aiza có thể quan sát nhờ vào máy ảnh trong nhãn cầu, kết hợp với thuật toán AI được lập trình bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford. Aiza có thể sáng tạo nghệ thuật bằng chính những bàn tay của mình. Chúng tôi không thể biết trước Aiza sáng tạo ra những gì, và đó thực sự là một sự thú vị khi chiêm ngưỡng những gì Aiza có thể thực hiện với trí thông minh nhân tạo. Công nghệ có thể sáng tạo được nghệ thuật. Đã đến lúc chúng ta dành sự quan tâm cho lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật bằng công nghệ. Công nghệ có thể tạo ra những tiềm năng tốt hoặc xấu, và nhiệm vụ của chúng ta là loại bỏ đi những thứ xấu và giữ lại những giá trị tốt đẹp. Dự kiến triển lãm nghệ thuật của Aiza sẽ được khai trương vào ngày 12 tháng 6 tại triển lãm Ban Gallery tại Đại học St. John của Anh.